Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý trọng cái mối tình mình, mình hạnh phúc mình đang có đó. Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng, em vào Sài Gòn được 1.5 năm rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1 ạ. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết trang điểm, là người dễ gần, là biết lắng nghe, chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? À, điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị. Mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống rồi xong lại quên cái máy kiếng tại em bị cặn á chị. Trời ơi, quên mà không có máy kiếng là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục á chị. Bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là trung thủy. Em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Quyết điểm là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Bọn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Thế là tình cảm nó cứ giãn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ em chào. Ôi, chào anh gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý trọng cái mối tình, mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ miễn sao là tay cảm ơn em. Chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh bên đây thì là kiến trúc sư. Anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà cho bây em. Giờ phải rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Anh chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nhưng khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi. Được rồi. Bây giờ tiếp mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường gian dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó là có con rồi á chị. Thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Mình đã sẵn sàng cho cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chưa ạ? Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. À hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho vợ bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nói như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cặp mặt, có cô lắm có tôi lắm có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng. Thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp. Mất cái đầu em gái đang ngồi dưới kia kìa. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được. Rồi. Thôi em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu, rất có hậu nha. Rồi dễ thương lắm á.
Anh có bấm bấm hết ạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh thấy em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Ký tiếp phụ nữ trước, em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy, mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần, nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây, anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thương ngây chưa vương sầu lây. Không sao anh hát hay. Cảm ơn. Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. Mấy cả đến giờ là... cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào cảm thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái làm sao? Hai bên bàn cũng đi. Dạ con cái thì em mấy cũng được, trên hai là được ạ. Thì em thích mấy? Nói luôn đi. Bên kia kìa. Em thích hai thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok, em sẽ dài bỏ. Nếu dài gì, mà nói nhỏ cái già. Bây giờ mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ, anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Tờ Gần. Cái lời em muốn nói là cũng là cái tựa đề cho cuốn sách ạ. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đến với em. Gần hơn hả? Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là phần quà của nhà tài trợ Zoom Manzel gửi tặng hai bạn. Cảm ơn các anh chị. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là một món quà, đó là một Smart TV Pana TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Hôn nhau đi hai bạn, để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt, không buông tay ra nhé. Trời ơi, gì gồng, gì gồng dữ vậy hả? Nắm tay nhau đi nào. Cảm ơn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Em cảm ơn anh chị giáo chương trình, cảm ơn mọi người.